Ăn mặt vậy là hồi nữa lại có việc đi nữa phải không con? Ừ. <laughs> dạ <cười> Thì tại vì công ty mới, nhân sự mới cho nên chưa quen lắm á. <laughs> mà mình làm dịch vụ liên quan đến sức khỏe của người ta, mình mà không kiểm tra kỹ tụi nó làm bậy là rắc rối lắm. <cười> <cười> nè, con gái ăn đi con. Tay mày bị sao vậy? Ờ. À. 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 Tay của mẹ con bị như vậy á, là do con vịt thì nó cắn nè. À. Bây giờ mình à, gấp cho con cái đùi này, nó ngon lắm, con gái ráng ăn nha. Dạ, con cảm ơn ba. Ừ. Phụ nữ Việt Nam giỏi chịu đựng, phụ nữ Nhật cũng vậy. Những vết thương của chiến tranh sẽ rất lâu lành nếu không có lòng vị tha của phụ nữ. <laughs> Mai thì thấy cả dân tộc Nhật Bản đều giỏi chịu đựng Sự cố sống thần mấy năm trước Khiến cả thế giới phải tháng phục <laughs> Cũng chính vì vậy mà Mai thấy hứng thú hơn trong việc học tiếng Nhật đó Ủa Vậy ra Mai mới học tiếng Nhật mới đây thôi sao Dạ Vậy hả, thật quá nể Ờ, à, tài liệu bổ sung cho cuộc họp ngày mai Anh uh, gửi qua email dùm Mai nha Để Mai tranh thủ xử lý cho nó kịp Ồ không Mai cứ nghỉ ngơi đi đã có người khác xử lý rồi. Thật lòng, đợt này tôi muốn mai qua chơi và thăm tập đoàn. Chúng ta còn cả một cuộc đời để lo công việc mà. <laughs> Chúc mai ngủ ngon. Nếu có gì cần, mà cứ gọi tôi nha. Dạ, cảm ơn anh. Chúc anh ngủ ngon. Watanabe tôi xin hành hành phục vụ cô nương. nè hai đứa ăn xong rồi lên học bài đi dạ thưa ba thưa mẹ con đi dạ thưa ba thưa mẹ ừ. con đi uhm. Uhm, anh à uhm? tối nay em về hơi trễ uhm, anh đừng chờ cửa em nghe anh biết rồi uhm. nè ba ba lát nữa bà nhớ coi thử giùm tôi cái ngày tái khám là ngày nào đặng tôi biết chừng ờ ừ. dạ con xin phép ba má con ra ngoài một chút ờ ừ. đi đi con à. dạ má ờ ừ. vô đi con dạ có chuyện gì gì má Nè Dạo này má thấy con qua Nó kỳ kỳ sao á Hay đi hôm về khuya Mà trong mặt mũi nó có vẻ căng thẳng lắm Cái tay nó đau Có phải là do xô xát hay đánh nhau với ai đó, hả con à, Không phải đâu má Tại giờ con bị như vậy là Là do con đâu má hả? Con đánh nó hả à, Dạ không Dạ Tối qua vợ dạ chồng con vui quá Tụi con giỡn nên giờ con té đó má rồi con có làm sao không dạ con không sao má à thôi à, má nghỉ đi con về phòng đây ờ khoan dạ ừ, con ở lại má có chuyện này muốn hỏi con chuyện gì vậy má cuốn sổ đỏ giấy tờ khu đất 10 hecta đất hương quả của ông ngoại ở trị an á lâu nay má vẫn bí mật giữ riêng cho con mà nay bỗng dưng nó biến mất rồi biến mất ừ má nói biến mất là sao Ừ. Thì mỗi khi má vẫn để nó nằm ở đây nè Mà bây giờ nó mất tiêu rồi Con phải để ý kỹ Coi chuyện làm ăn của con qua ra sao Vài hôm nữa mà kiếm không ra Là mình phải báo công an thôi đó con Chị, bà quanh với bà kia tới kiếm gì kìa Tụi bay ở ngoài đó không có chặn được hả Tôi nói vừa bị anh Hùng mà, kêu lo vụ bà Xuân rồi Giờ còn có ba đứa tụi em mà Chị mau lánh đi rồi từ từ tính <laughs> Chị ơi Cái gì từ từ nói ra Cái gì chặn vậy ra. Ra. Đi đi chị, Đừng có cản à, tôi Chị qua chị ơi này ra Đẹp, bên cạnh, cạnh mà nó thiếu bài. tao gần 2 tỷ nó nói mở công ty này nọ tháng đầu thì nghiêm chỉnh lắm hơn một tháng nay rồi không được một cách nào hết dạ mấy chị bình tĩnh không có cái bình tĩnh gì hết trơn á vượt nợ người ta rồi trốn hay là gì hay nó bay lên lầu lôi cổ nó xuống à, cho à, tao tránh à, ra đi lôi cổ xuống đây tránh ra tránh ra đi lôi cổ nó phải xuống đây trả Alo Alo, chị Mai hả? Mai nghe đây Tôi cần gặp chị được không? Ờ, tôi lại đi vắng rồi Có gì gấp không anh? Ờ, à, cũng gấp đó Mà chị đang ở đâu vậy? Ờ, à, tôi đang đi công việc Chắc vài hôm nữa mới về Sài Gòn Có gì không anh? À. thì à, tôi muốn dứt điểm thanh lý hợp đồng với chị thôi mà <laughs> Chuyện đó thì đâu có gấp Anh cứ chuẩn bị sẵn đi Tôi về sẽ ký liền thôi mà quan trọng là phần việc của chị trước khi bàn giao lại mọi thứ phải ổn thỏa chứ nhưng hiện nay thì tôi chưa hiểu ý anh lắm phần việc của tôi đã xong rồi mà không đơn giản vậy đâu phía đối tác đã thay đổi ý kiến cho nên sếp khả đang tìm hiểu nguyên nhân và đã có nghi vấn rồi đó nhưng mà quyết định của họ nằm ngoài tầm tay của tôi đó là chị nói nhưng sếp kiên quyết phải điều tra cho bằng được Tôi chỉ biết làm trong phận sự của mình thôi Đây là dự án sinh tử của công ty Nên không thể giỡn được Chỉ biết tính của anh Khả rồi Sẽ chẳng cho qua đâu Ok Nếu tôi giúp được gì thì anh cứ nói đi Bây giờ tôi có nhiệm vụ Giám sát chị hoàn tất trách nhiệm Trước khi thanh lý hợp đồng ừ, Vậy thì đầu tuần tôi về Sẽ hẹn giờ gặp anh nha Ok hẹn 9 giờ sáng thứ hai luôn Tôi sẽ gửi giấy tờ qua nhà trước cho chị Bây giờ nhà tôi cũng không có ai Hẹn anh đầu tuần gặp Rồi giải quyết luôn Vậy đi Mong chị không sai hẹn nha Anh yên tâm Ông Khả đã có trong tay Số hiệu chuyến bay của chị Ông Khả đã có trong tay số hiệu chuyến bay của chị. Alo, con Mai chưa ngủ hả? Ờ, dạ, dạ chưa anh. mai có vẻ lo âu có chuyện gì không không có gì đâu anh chuyện công việc thôi công việc à tôi có thể giúp gì được cho mai không cảm ơn anh anh đừng bận tâm cũng không có gì quan trọng đâu công việc là mối quan tâm hàng đầu của mai hả <laughs> cũng không hẳn nữa mai không muốn vậy đâu nhưng có lẽ mà thật ra cũng không biết nữa Sao mọi chuyện khác trong đời Cứ luôn bị công việc chi phối vậy ta Nghe Trình Cuộc sống có vẻ mất cân bằng với Mai đúng không Thì phần nào là như vậy đó Ngay cả chuyện đoàn tụ gia đình của Mai Cũng bị trở ngại nữa Mai muốn sống với gia đình à Sống gần gia đình cũng hay Nếu như bản thân mình thấy hòa hợp ừ mai là người dễ thích nghi đúng không đúng rồi mai là người dễ thích nghi trong công việc và những mối quan hệ ở đâu mai cũng sống được hết chúc mai sớm vượt qua những thử thách cảm ơn anh đã quan tâm ừ nhưng mà tôi có một thắc mắc chẳng lẽ công việc toàn gây trở ngại cho mai sao mà chưa hiểu Biết đâu Một lúc nào đó Chính công việc làm mang lại vận may Một duyên kỳ ngộ thì sao <laughs> Thì lúc đó Coi như mọi trở ngại Là do ông trời thử thách trước khi trao duyên Sếp ơi Cô Mai cô vẫn chưa về thưa sếp <laughs> vậy là nó cố tình lánh mặt đó chắc chắn nó là người tác động tới mexico làm mình bể kế hoạch Cô hẹn tôi sáng thứ hai tuần tới phải tóm cổ nó khi nó vừa về bằng mọi cách ép nó vào quý đạo dạ tôi sẽ cho người qua nhà cổ ngay bây giờ canh chừng nó nếu thấy nó xuất hiện cho mấy đứa lôi cổ về công ty ngay lập tức liệu mình có manh động quá không xếp manh động cái gì Nếu không phải nói là ai Mình nuôi rắn độc trong nhà rồi Coi chừng nó làm gián điệp Rồi bán cái mình cho đám khác Để lấy tiền trung gian Bên Mitsuko Mình vẫn chưa hoàn toàn mất hết hy vọng Ông nói ông về hợp Rồi ông sẽ quyết Biết đâu Nó đi lại với đám việc không thấy sao Họ đâu có đối tác nào khác ra mặt đâu Chỉ vì bị thầy vui Nên nó mới cắt câu với mình Dạ tôi hiểu nó phải chịu trách nhiệm giải quyết chuyện này. Quay trở lại tác động đến Mexico, theo hướng có lợi cho mình. Dạ. Alo, tôi nghe. Dạ, chị qua tới rồi, đang ở phòng khách. Được rồi, tôi biết. Sếp, cô qua tới rồi. Anh lo việc đi. Dạ. Đi đâu mà căng thẳng vậy Đi đòi nợ chứ đi đâu Em ngồi đi Đòi nợ ai mà đi đêm đi hôm chị Đòi nợ anh chứ đòi nợ ai Bày đặt giả nai nữa Anh thì lúc nào cũng nợ em mà Có gì phải gấp gáp vậy Anh thôi cái giọng đưa đẩy đó đi Anh không đúng hẹn với tôi Làm tôi kẹt cứng với chủ nợ kia kìa Em à anh đã dặn em rồi là chịu khó chờ đợt này anh chỉ trễ vài bữa trễ vài bữa là mấy bữa anh biết rõ ràng tiền của tôi là tiền nóng một ngày cũng có lãi mà anh biết rồi cưng à anh biết cho nên tôi không muốn nhắc đi nhắc lại nhưng anh không chịu nhớ giùm tôi <laughs> anh nhớ chứ có điều là dạo này anh nhiều áp lực quá anh sẽ không kịp rồi đối tác Nhật đồ quỷ anh muốn điên đầu lên luôn Ai cũng có áp lực hết á Tôi cũng có áp lực của tôi Người ta đâu để yên cho tôi đâu Giờ anh tính làm sao Anh đang suy nghĩ Bây giờ không phải là lúc để suy nghĩ Đây là lúc phải trả nợ Anh giải quyết liền đi Sao mà ép anh dữ vậy Không ai ép anh hết Chính anh điều đình thêm vài ngày Anh tính coi Tới ngày hôm nay là bao nhiêu ngày rồi Cưng à Anh cần phải có thời gian Tôi đã hết thời gian rồi Đám chú nợ đã xong vào nhà Gia đình tôi có thể xào xáo bất cứ lúc nào Nhất khoát là không thể được Làm ăn thì có lúc này lúc khác chứ Đâu ai muốn chuyện như vậy đâu Tại vì anh sai hẹn Cho nên mới có chuyện rắc rối ngày hôm nay Anh sẵn sàng trả lại trễ hẹn Em cứ tính ngày đi Không được Đây là hạn trả tiền gốc Họ không chấp nhận điều đình đâu Tôi đã báo người ta không gia hạn được nữa Ai cũng bị kẹt hết Nè Ép nhau quá vậy Cổ phiếu thế chấp Em đã bán sạch mà chưa vừa lòng nữa hả Em tưởng anh không biết à Thì Anh có biết là Mất cổ phiếu đó Thu lại không được một phần ba tiền gốc không Em tự ý làm điều đó Còn nói anh cái gì nữa Mai á, là tôi còn hôn ngoan bắn tống bắn tháo đi Nếu dự tới bữa nay Tôi còn rớt giá tới đâu nữa Về nguyên tắc Em đã bán cổ phiếu thế chấp Thì anh không phải trả nợ gốc nữa Cái gì Anh định xù nợ tôi hả Em nghe cho kỹ đi Anh mang cổ phiếu ra thế chấp Em đã bán hết rồi Bây giờ còn đòi cả gốc lẫn lãi nữa là sao Anh cũng nghe cho kỹ đây Cổ phiếu của anh trên báo người ta giết rẻ hơn ly trà đá Tôi sẽ trả lại đủ cho anh ngay lập tức Còn nợ cũ Anh đừng giỡn trò ăn quịch với tôi Anh không ăn quịch Đó là em nói thôi Tôi nói lần cuối cho anh biết Hàng chót 12 giờ trưa mai Anh thanh toán cả gốc lẫn lại trễ hạn Còn tôi thì trả lại cổ phiếu cho anh Nghe rõ chưa? Cưng à Làm gì mà nóng vậy Không có nóng giận gì Đây là chuyện làm ăn Anh giữ chữ tính giùm tôi Cưng à Em mà làm sao Anh cũng không yên đâu Em Má, để con sới cho <laughs> đưa 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 đây đưa cái tay má coi coi con sao vậy dạ không sao đâu má dạo này con dính vô chuyện gì con nói cho má biết coi dạ tại con chạy xe nhanh gia quẹt có chút xíu chứ mấy rồi bữa nay nè ngủ lại đây hay là đi dạ chắc sắp tới con dọn về đây ở luôn đó má sao vậy con trả lại phòng chụp hình Nè, mày với con Mai là dứt khoát rồi phải không? Nghĩ cũng phải Cô ấy sẽ đi Mỹ, chắc ở lại bệnh luôn Đúng ra thì nó chẳng hợp với nhà mình Ủa, vậy sao trước giờ má cứ ép con cưới cổ hoài vậy? <laughs> thì lúc đó má thấy hai đứa thương nhau Đó, rồi cứ năm ba ngày là gây, gây nhau hoài Má là người lớn, má phải dung vô chứ. Con gái người ta nó có thời, con biết không? Con không thương người ta thì con phải thả người ta ra chứ. Con thấy nó thương con rồi, nó không còn thương ai nữa hết. Quay qua quay lại, bây giờ con nhỏ ra gần 30. Thấy tội nghiệp không? Cổ chẳng ý đâu mà má lo. Coi chừng á, qua Mỹ lại lấy chồng Mỹ nữa. Con gái Việt Nam bên Mỹ đắt giá lắm. Với lại tháo giác lanh lợi như cổ có bỏ lên sao quả cũng tìm được đường về à mày á chỉ được cái dụng chèo khéo chống thôi à má nè chắc vài bữa nữa con tính sửa lại nhà mình sẽ đưa máy móc về làm sợ bụi bặm ồn ào làm ảnh hưởng thằng nhỏ hay là má đưa thằng nhỏ về quê chơi đi ờ à, cũng đúng mà má cũng tính về quê để làm mấy mẻ thuốc cho bà con nhắn hoài hả mà có về được ở đâu ở đây á rồi con làm ồn ào lớp bụi bặm thằng nhỏ làm sao chịu thấu vậy con sẽ nói với anh tám đón má với thằng nhỏ nha má đi xe đò được rồi thôi mà con nghe nói á anh tám ngày nào anh cũng đi ngang nhà mình hết á có gì con nhờ anh cho tiện ờ à, vậy đó nhưng má cũng đi hai ba tuần thôi mùa hè ở đây nắng quá vậy có gì á con giúp má soạn đồ hử hm? ủa có chuyện gì không mà hồi nãy giờ tôi thấy hối tôi đi hoài là làm sao vậy ừ, đâu có gì đâu thôi được rồi bà cháu tôi sẽ đi để cho anh ở nhà đó anh muốn tiếp ai anh tiếp anh muốn làm gì anh làm được chưa má này mệt ghê Tối hôm nay mày đi ăn với tôi nha. Ờ, cảm ơn anh. Nhưng mà mai còn một số việc chưa làm xong. Thì tối mai vậy. Nhất định mai không được từ chối đó. Có gì mà nghiêm trọng vậy anh? Ờ, à, nghiêm trọng còn hơi vụ sống thành nữa. <cười> <cười> thôi được rồi, anh nhắn địa chỉ đi, mai sẽ đến. Không, tôi sẽ đón mai. Dạ thôi, để mai tự đi. Tại mai thích tự đi hơn <laughs> Ok Ờ, anh, anh cho Mai xuống đây Mai cần mua vài món đồ trong tiệm tạp hóa này Đây, tiệm này nè anh mà cứ vô đi anh sẽ ngồi đợi em dạ thôi không cần đâu em vô mua đồ lâu lắm dạ cảm ơn anh thôi anh về đi chúc anh ngủ ngon chúc em ngủ ngon anh dạ. về nha chào anh đưa tôi về căn hộ phúc long nha yeah. alo anh toàn hả em mai nè em đi đâu mới về đúng không anh biết gì chưa em với anh phong dứt khoát rồi tuyên ngôn lần thứ mấy rồi ta lần cuối cùng rồi cứ tạm tin như vậy đi em đã báo ngừng hợp đồng thuê studio cuối tháng này em đi mỹ rồi à, có cần anh giúp gì không Dạ Mấy hôm rồi Anh có gặp anh Phong không Có chuyện gì Em vừa ghé studio Thấy đồ đạp bị đập tan qua hết trơn Không biết có chuyện gì nữa Em không gọi được cho nó sao Em chưa muốn gọi Em định hỏi anh coi làm sao Anh không biết gì hết Mấy bữa nay nó đâu có liên lạc với anh đâu Em không biết là anh đi đâu nữa Anh Anh gọi giùm em con Phong đang ở đâu được không Ừ vậy em cầm máy đi để anh gọi coi Máy bị khóa rồi em ơi Chết rồi quá hạn đóng tiền ba ngày rồi em đã hướng dẫn ảnh cách đóng tiền qua mạng bao nhiêu lần mà anh vẫn không làm được thôi để lát nữa em đóng uhm, khoảng ba mươi phút nữa anh gọi lại giùm em nha thôi được rồi dạ cảm ơn anh Ồ. ai kiếm cô vậy? Dạ, khách tới tìm cô ạ. À. Là ai? Bà bạn của cô á, mà con không nhớ tên. Đi với mấy người nữa. Đi mấy người? Đang đâu vậy? Dạ, đang đợi ngoài cổng đó cô. Con, chờ người ta lại đứng cho vui nhà nha. Cô xuống liền. Dạ. Sao bữa nay có chuyện gì mà hùng tới nhà tôm vậy Tôm tép gì Chuyện tiền nông như dầu sôi lửa bỏng Không liên lạc được thì phải tới tận nhà chứ sao Cứ bình tĩnh đi Chuyện đâu còn có đó mà Hẹn hò trễ nãy như vậy Hư hết việc của người ta rồi Lúc nào trả được cho tôi đây à, Tôi cũng nhắc Hùng rồi Nó nói với người ta Thôi Bình ráng chịu khó thời gian nha Tôi vô nhà ngồi chờ Bà lo giải quyết nhanh đó, giùm bà. cho Đi tụi bay Để tôi gọi Hùng tới giải thích cho bà rõ Việc này thằng Hùng nắm, Hùng ký giấy tờ với bà mà Thằng Hùng nào ở đây Bởi tôi tin bà, tôi mới cho bà dây Tôi chỉ biết có bà thôi Giờ đổ tội cho nhau, tính chạy tội sao không à, Giờ không được đâu Giờ này ông nhà tôi cũng sắp về rồi Ông biết được phiền lắm uhm, Bà về đi, có gì tôi điện thoại bà nha Không, tôi đứng đây chờ Bà vô giải quyết đi Tụi bay ở đây chờ với chị Dạ Trời tôi nói rồi, đứng đây làm gì Ông nhà tôi bảo ông về tới rắc rối lắm đó Vậy thì bà thu xếp lẹ lên Tôi đứng đây chờ Đến khi nào lấy được tiền tôi mới về Tôi nói bà rồi Bà yên tâm bà đi về đi Giang hồ nó chờ tôi ở nhà kìa Không có tiền là tôi không về được đâu Khổ ghê vậy đó Bà coi coi Giờ này mấy giờ rồi ừ. Ông nhà tôi ông sắp về tới rồi đó Mấy cái vụ này á Ông cấm tôi Ông không cho tôi dính vô đâu Sợ thì trả tiền lẻ đi Tôi nói rồi Không có được Bây giờ bà ra quán cà phê bà ngồi giùm đi Tôi... tôi ra liền Rồi tôi ra trước nha Không xử lý xong á Tôi lôi bà đi luôn Chồng nó làm lớn Dám bỏ tiền ra chuột á Đi mấy em Bà không lo được là liệu hồn á Hồng á Trời ơi tới quán cà phê cũ nghe không? Ừ. À. À. Bà đi đâu vậy? Em ra ngoài một chút. Chú xem về liền anh. Lên xe tài xế đưa đi luôn. Thôi, Thôi khỏi anh Bà đi đâu mà đi bộ Có người trước hả Dạ không Em ra đầu đường em mua đồ Xong em mới đi gặp mấy chị bạn Em đi với anh ủa em tới rồi hả ờ. <laughs> cho em gửi chút trái cây làm quà cảm ơn em em vào nhà đi dạ em không nghĩ là anh đón tiếp em nồng hậu như vậy <laughs> mà kem tốn quá mà xứng đáng được hơn như vậy nữa chứ anh chỉ sợ là sợ tay nghề của anh không làm mai vừa miệng thôi <laughs> anh làm cho em cảm thấy là mình quan trọng quá đó <laughs> cảm ơn anh mời em Dạ, cảm ơn anh. Xin lỗi anh, sắp tới em sẽ không ở Việt Nam nữa, nên em chính thức trả lời với Mitsuko là em không thể công tác. Vậy, trình nào mai đi? <laughs> dạ, cuối tháng. Vậy, Chừng nào em trở lại Hay là em đi luôn Em tính qua đó ở vài tháng Rồi trở về đây thu xếp <laughs> Như vậy là anh vẫn còn có thể nuôi hy vọng <laughs> Hy vọng gì anh <laughs> Em chưa biết về anh rồi Biết gì nữa Anh chưa bao giờ bỏ cuộc hết <laughs> Cuộc gì chứ Thật ra Anh cũng có kế hoạch sang thăm ba mẹ vào cuối tháng này Hay là mình cùng đi nha ừ. Là sao? Ba mẹ anh cũng đang sống ở Washington DC mà. À, còn một điều bí mật nữa. Em muốn biết không? <laughs> dạ, anh nói đi. Thật ra, bà ngoại anh là người Việt. Ông ngoại anh là bác sĩ trong quân đội Nhật. Họ gặp nhau ở Hà Nội. Sau tiến sách ái tình, cả hai đã bỏ trốn. <laughs> Vậy hả? Coi chừng... Lịch sử lặp lại anh Mạnh cũng có gen mà <cười> <cười> người nên cảnh giác là em đó <laughs> tôi chỉ là người giới thiệu còn bà được hưởng lợi mà bà cũng có phần quê hồng chẳng lẽ tôi bị giật mà bà không chịu trách nhiệm hay sao bà đừng có nói là giật chỉ là chậm trễ một chút thôi giả sử chuyện đó xảy ra thì sao tôi đã nói với bà là không bao giờ có bà nói không có chuyện đó Vậy thì bà ký giấy bảo lãnh đi Giấy viết sẵn rồi đây nè Có chuyện gì bà trả cho tôi Nhưng mà tại sao tôi phải ký giấy nợ Bà biết rõ là không mất tiền Thì đâu có gì phải sợ Giờ tôi chỉ cần lấy đủ tiền gốc thôi Lãi mẹ lãi con cho bà hết Không được Bà có giấy nợ rồi mà Đúng Cái này không phải là giấy nợ Chỉ khi nào họ không trả Thì bà trả giùm tôi thôi Kỳ vậy Vô lý thiệt á Tùy bà để mấy đứa này nó đưa bà đi chơi ít bữa tôi sẽ vô nói chuyện với chồng bà ê khoan đã tôi đã chấp nhận trễ tiền thì phải có cái gì đảm bảo chứ hay là bà thanh toán luôn đi tôi đã hẹn với bà rồi mà thì tôi cũng chấp nhận hẹn rồi nhưng nếu tới hẹn mà chị khất nữa thì sao tôi cần có cái gì bảo đảm chứ làm ăn thì phải lúc này lúc kia chứ tôi không muốn ép ai nhưng tôi cũng bị ép thôi một đứa ngồi đây đi tụi bay đưa chị đi dạ. dạ dạ gì vậy đi dạ? đi đi đừng có làm vậy bà ký đi tôi biết bà có khả năng mà vô thế kẹt thì giúp nhau thôi chứ tôi không có ép gì ngồi xuống nghĩ đi, đi. À, Hùng, tụi bay làm cái trò gì vậy? Cùng bột căn này nha. Mày làm gì vậy? Dạ dạ, chào, chào anh Hùng. Tụi bay là thằng nào? Dạ, tại anh không nhớ em chứ em với anh cũng đã từng ở trong. Chuyện gì vậy? Chị Mi trễ hẹn. Bí quá. Chị mới hối chị Mi trả gấp. Mong em hiểu thúc giục trễ hẹn hiểu chị có tờ giấy này không hiểu nếu trễ hẹn nữa chị lấy cái gì đưa cho họ đây tiền của chị chị cũng gom nhiều chỗ lắm trễ nữa alo cho Hùng được chưa hùng hứa nha chị kẹt lắm mới phải như vậy hùng hiểu giùm chị nha biết dạ D nhưng mà chị biết thôi đi đi chị em anh chào anh hùng em ơi đi chị em đưa chị về đi Cảm ơn anh nha Bữa tối hôm nay thật là vui ừ, Nhưng mà em phải về rồi Sáng mai em có cuộc họp sớm Vậy để anh đưa em về nha Dạ thôi Em tự về được mà Xin phép em để anh được đưa em về ừ, Vậy còn bàn tiệc Cứ để đó Thôi để em giúp cho Chút xíu là xong à <laughs> ừ. Em đừng làm nữa lúc nào em cũng chăm lo cho người khác bây giờ hãy để anh làm điều gì đó cho em